Này cún, anh bảo cái này, biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là Valentine đây đấy, là ngày của các cặp yêu nhau. Nếu mày có người yêu trong ngày hôm nay thì mày sẽ được ăn sô cô la. Đúng, sô cô la đấy. Ngạc nhiên không? Quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên không? Quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên không?